Thưa quý vị, với sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội hiện nay, các doanh nghiệp Việt đã lần lượt thay đổi chiến lược truyền thông marketing của mình nhằm thu hút người dùng, đón đầu xu hướng và tăng hiệu quả kinh doanh. Những chiến lược truyền thông qua mạng xã hội như là BTS, điện máy xanh đang làm thời gian qua dần trở thành một xu hướng mới trong xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt. Thương hiệu giày dép BTS của công ty trách nhiệm hữu hạn hàng tiêu dùng Bình Tiên từ lâu đã là thương hiệu nổi tiếng, gắn liền với đời sống của các thế hệ 8X, 9X. Thậm chí thương hiệu này còn trở thành biểu tượng một thời của thời trang Việt. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các ông lớn như Nike, Adidas và xu hướng hướng ngoại của đối tượng người dùng là giới trẻ, đã làm cái tên BTS trở nên mờ nhạt. Các chiến lược truyền thông của BTS trước đây cũng đi theo lối mòn và không đạt được hiệu quả bán hàng ấn tượng. Dù BTS vẫn là thương hiệu nổi tiếng trong top 40 thương hiệu mà tạp chí Forbes bình chọn hàng năm. Đầu năm 2017, BTS bất ngờ trở thành cái tên hot trên thị trường giày dép và chinh phục giới trẻ bằng dòng sản phẩm mới, giày thể thao BTS Hunter. Cùng một chiến lược marketing bài bản, đi để trở về, với kinh phí triển khai khiêm tốn, BTS chọn cách truyền bỏ. Phó Tổng Tiếp thị BTS Việt Nam cũng thừa nhận sự thay đổi phương thức truyền thông trên mạng xã hội là một điều bắt buộc mà BTS phải làm trước cơn bão công nghệ và truyền thông tương tác hiện nay. Tôi nghĩ rằng cái sự chuyển đổi sang tiếp thị trực tuyến là điều một sự lựa chọn bắt buộc với BTS. Bởi vì mọi người nhìn vào nhãn hàng BTS Hunter là nhãn hàng dành cho giới trẻ. Mình cũng thấy là giới trẻ ngày hôm nay á, thì họ đã không còn dành nhiều thời gian cho những phương tiện media truyền thống như là TV, như là radio, mà họ tập trung vào những cái phương tiện cuộc sống của họ là Facebook, là Instagram, là YouTube. Thì và bắt buộc thôi, nếu như vậy thì BTS Center muốn tiếp cận được cái đối tượng người tiêu dùng trẻ này á, thì phải chuyển qua digital marketing. Cái thứ hai nữa là mình nói về câu chuyện bài toán ngân sách, thì chắc chắn là với cái ngân sách hạn chế của BTS á, thì câu chuyện đầu tư vào những cái traditional media nó sẽ là bài toán rất là khó. Tôi sẽ không nói về cái chuyện là hiệu quả hơn như thế nào, mà tôi nói rằng đó là sự lựa chọn bắt buộc. Cách làm truyền thông của BTS dựa vào tương tác trên mạng xã hội với MV ca nhạc cũng là một trong ba xu hướng xây dựng thương hiệu trong thời đại số mà các doanh nghiệp Việt đang làm. Tại sự kiện Forbes Talk, câu chuyện thương hiệu được tổ chức mới đây, thành công của BTS đã được xem là ví dụ điển hình và minh họa cho một trong ba xu hướng xây dựng này. BTS đã tận dụng mạng xã hội với Facebook, Instagram với các viral video để lan tỏa thông điệp thương hiệu và tiếp thị sản phẩm với người dùng. Ngoài xu hướng truyền thông trên mạng xã hội, hai xu hướng khác cũng được ông Bùi Ngọc Anh, chủ tịch và đồng sáng lập Vietstar Food chỉ ra ngay tại sự kiện. Xu hướng thứ hai là sử dụng những người có ảnh hưởng để thông qua họ tạo được sự chú ý, tác động đến người dùng. Đặc biệt là sự gia tăng của những người nổi tiếng cỡ nhỏ với 1.000 đến 100.000 lượt theo dõi. Họ có ảnh hưởng nhiều hơn khi có kiến thức rộng, nổi tiếng trong lĩnh vực của họ và có đam mê thực sự với những gì họ làm. Thương hiệu có thể quảng bá hình ảnh sản phẩm thông qua các trang mạng này. Hay chatbot, một công cụ tin nhắn của Facebook, Instagram, Zalo, WeChat, Viber cũng là một xu hướng xây dựng thương hiệu thứ ba mà doanh nghiệp Việt có thể áp dụng. Chatbot có thể liên tục trả lời câu hỏi của người dùng tại tất cả các thời điểm trong hành trình của mình, thậm chí có thể là nhân tố quan trọng trong việc quyết định mua hàng của họ. Chatbot đang tạo ra vùng tối mạng với hơn 80% người dùng trao đổi sở thích thực sự của họ bằng các công cụ không thể đo lường hiệu quả. Điều mà doanh nghiệp cần làm đó là tạo ra các công cụ lắng nghe và đối thoại trực tiếp với người dùng để có thể tiếp cận với đông đảo khách hàng trong vùng này. Ngoài ra, ông Bùi Ngọc Anh cũng đề cập đến vai trò quan trọng của trí tuệ nhân tạo, công nghệ giúp khuyến khích hành vi mua hàng của người dùng thông qua các thao tác tự động hóa. Trí tuệ nhân tạo để mà có thể hướng đọc được cái hành trình của người tiêu dùng và từ đó đưa ra quyết định một cách tự động để khuyến khích người khách hàng mua sản phẩm của mình. Cho nên trí tuệ nhân tạo đóng một vai trò khá quan trọng trong cái xu hướng mới về truyền thông. Vấn đề chúng ta phải hiểu nó và đồng thời có dữ liệu để mà giúp đảm bảo cái đó một cách hiệu quả. Theo báo cáo của We Are Social, vào tháng 1 năm 2017, tại Việt Nam có 50 triệu người dùng Internet, trong đó có đến 40 triệu người dùng sử dụng mạng xã hội. Số lượng người dùng lớn này đang tạo môi trường thuận lợi cho các thương hiệu tiếp cận với khách hàng thông qua mạng xã hội và thậm chí là đưa tên tuổi của doanh nghiệp ra khỏi biên giới quốc gia, vươn tầm ra thế giới. Uber, một công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và công ty taxi dựa trên ứng dụng điện thoại thông minh, là một ví dụ nổi bật của việc xây dựng thương hiệu qua mạng xã hội. Khi thương hiệu này đã có mặt tại 81 quốc gia trên thế giới và đang phát triển mạnh mẽ ra quy mô toàn cầu. Theo bà Ami Kurocharya, giám đốc chính sách và truyền thông của Uber châu Á-Thái Bình Dương, để phát triển thương hiệu ra thế giới, các doanh nghiệp cần phải chủ động nắm bắt xu hướng trong thời đại mới, từ đó thay đổi thái độ, hành vi và cách ứng xử của người dùng.
Có như thế, họ mới có thể chấp nhận và gắn bó lâu dài với thương hiệu. Nếu bạn tập trung vào sản phẩm và dịch vụ phân phối thì doanh nghiệp sẽ phát triển. Xét cho cùng, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng là điều quan trọng. Nhưng với xu hướng toàn cầu hóa thì việc phát triển còn phụ thuộc vào thương hiệu và những điều tốt đẹp mà bạn có thể mang đến cho cộng đồng. Làm sao cho người dùng hiểu được nhiệm vụ và sứ mệnh của thương hiệu. Có như thế thì doanh nghiệp mới có cơ hội để phát triển trong xu hướng toàn cầu hóa. Tuy nhiên, khi xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội, các thương hiệu hơn nhau ở tốc độ kết nối và nội dung kết nối. Doanh nghiệp nào kết nối nhanh với khách hàng sẽ làm chủ thị trường. Bởi hiện nay, người dùng không còn kiên nhẫn để chờ đợi bất kỳ doanh nghiệp nào trong khi họ có quá nhiều sự lựa chọn. Bên cạnh đó, nội dung trên mạng xã hội phải chất lượng, phải cung cấp thông tin đúng thời điểm, không dùng ép người dùng. Theo các chuyên gia, các xu hướng xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội đều không khó thực hiện đối với doanh nghiệp Việt. Bằng chứng là sự thành công của nhiều thương hiệu trong thời gian gần đây như BTS hay Điện Máy Xanh, Posca Cá Sấu. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải biết nắm bắt xu hướng và áp dụng nó sao cho phù hợp với ngành hàng, đối tượng khách hàng của doanh nghiệp. Đặc biệt, theo các chuyên gia, chất lượng sản phẩm phải là yếu tố hàng đầu mà doanh nghiệp Việt cần quan tâm. Chất lượng sản phẩm không tốt, thì dù có truyền thông rầm rộ và bày bán thì người tiêu dùng vẫn quay lưng với thương hiệu. Chẳng hạn với hãng xe hơi Tesla, doanh nghiệp này không mất một đồng để thực hiện các chiến dịch marketing, nhưng sản phẩm và hình của doanh nghiệp vẫn tràn ngập bởi chất lượng sản phẩm tốt và nhận được sự đón nhận hồ hởi từ cộng đồng, thậm chí ở quy mô thế giới.